Xin chào các bạn, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang hồi thứ 20 trong bộ tiểu thuyết Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân. Núi Hoàng Phong, đường tăng gặp nạn, giữa rừng thẳm bát giới lập công. Pháp vốn theo tâm sinh và cũng theo tâm diệt. Sinh diệt vốn từ đâu phải tự mình phân biệt, tất cả ở tâm ta, cần gì người khác biết, chỉ cần nhiều công phu vặn sắc cho ra huyết. Thần nhung xuyên qua mũi, buộc vào chỗ hư không, buộc vào chốn vô vị, quyết tu tâm ráo riết, chờ nhận, giặc làm con, tâm pháp đều quên hết, chớ để nó lừa mình, dùng quyền đánh cho chết. Thiện tâm là vô tâm, thiện pháp là ngừng triệt. Khi chạm thấy người trâu, rời xanh trong một màu, răng thu tròn vành vạnh, phân biệt khó làm sao. Bài kể trên chính là do Pháp sư Huyền Trang làm ra khi đã giác ngộ triệt để Huyễn Đa Tâm Kinh, lòng dạ được khai sáng. Vị trưởng lão luôn tụng niệm giữ gìn nên chỉ một điểm linh quan cũng thấu tỏ cả. Lại nói chuyện ba thầy trò đường tăng ăn gió nằm sương, điều rằng nội sao, đi đường chẳng bao lâu trời đã sang tiết hè nóng nực, chỉ thấy hoa tàn bướm hững hờ, cây cao rộn tiếng ve, lửa lựu lập lè, tầm cuộn tổ, dưới sen nở ngát đưa hương. Một hôm đang đi, bóng chiều đã xuống, họ thấy một thôn trang bên rì đường. Tam Tạng nói, Ngộ Không ơi, con trong kìa, phương Tây mặt trời đã khuất, núi phương Đông trăng hiện rõ gương Nga. May quá, ven đường lại có nhà dân, chúng ta vào nhờ ngủ một đêm, sáng mai lại lên đường. Bác giới nói, sư phụ nói đúng lắm, lão trư cũng đói bụng rồi, vào tạm nhà dân xin cơm chay thì mới có sức gánh hành lý chứ. Hành giả nói, đồ ma quỷ nhớ nhà, mới xa nhà được vài hôm đã cầu nhau rồi. Bác giới nói, sư huynh ơi, bì làm sao được, đệ vốn là thiên bồng nghiêng xoái, còn sư huynh đã quen ăn gió nằm sương. Tôi đi theo sư phụ mấy hôm nay đã đói lử ra rồi, huynh có biết không? Tam Tạng nghe vậy, nói, Ngộ Năng này, tình nhà ở con còn nặng, không phải là người xuất gia, vậy hãy quay về đi thôi. Chú ngốc nghe thấy vậy, sợ quá, quỳ xuống, thưa, sư phụ đừng nghe lời sư huynh, huynh ấy nói ngoa lắm. Con có ấm ức gì đâu mà huynh ấy bảo con ấm ức, bụng dạ con thật thà, mới nói là đói bụng, tìm nhà dân xin cơm ăn, mà huynh ấy đã mắng con là đồ quỷ nhớ nhà rồi. Sư phụ ạ, con đã chịu giới hạnh của Bồ Tát, lại được sư phụ thương yêu, tình nguyện hầu hạ sư phụ sang Tây Thiên, con không thể chùn bước, như vậy đã được gọi là tu hành khổ hạnh, sao sư phụ lại nói con không phải là người xuất gia? Tam Tạng nói, đã như thế thì thôi, con hãy đứng dậy đi. Chú ngốc đứng dậy, miệng lầm bầm, quậy gánh hành lý, cố sống cố chết đi theo. Chẳng mấy chốc đã tới được một cổng nhà dân bên rì đường. Tam Tạng xuống ngựa, hành giả đón lấy dây cương, bác giới đặt hành lý xuống, ai nấy đứng nghỉ cả dưới bóng cây. Tam Tạng chống tích trượt chính vòng, sửa lại quần áo, bước vào ghế cổng, chỉ thấy một cụ già ngồi dựa trên chiếc giường tre, miệng lầm rầm niệm kinh. Tam Tạng không dám cao giọng, rón rén bước tới gần nhỏ nhẹ. Chào cụ ạ. Cụ già vội bước xuống giường, sửa lại quần áo, ra cửa đáp lễ. Không dám, xin chào trưởng lão, ngài từ đâu đến đây? Đến cửa của nhà tôi có việc gì? Tam Tạng đáp, Bần Tăng là sư nhà nước Đại Đường bên phương Đông, vong mệnh nhà vua sang chùa Đôi Âm bên Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Đi tới đây thì trời vừa tối, xin cụ làm ơn cho tôi ngủ nhờ một đêm. Cụ già xua tay lắc đầu, nói, không đi, không đi. Không được, không được, không đi được đâu. Sang Tây Thiên lấy kinh khó lắm, nên quay về Đông Thiên mà lấy thôi. Tam Tạng không nói ra miệng, trong lòng nghĩ ngợi. Bồ Tát đã bảo sang Tây, ông già này lại bảo là quay về Đông. Phương Đông làm gì có kinh? Rồi ngập ngừng, băn khoăn mãi không đáp. Hành giả sẵn tính nóng nảy, không nhịn nổi, bước tới quát to. Ông lão kia, già nhiều tuổi mà chẳng hiểu gì cả. Chúng tôi là những người xuất gia từ phương xa tới ngủ nhờ.
sao lại nói những lời gợi miệng dọa chúng tôi? Nếu nhà ông chật chội không có chỗ ngủ thì chúng tôi ngồi dưới gốc cây một đêm cũng xong, không quyền gì đến ông. Ông cụ già túm chặt lấy Tam Tạng, nói: Sư phụ ơi, sao ngài không nói gì mà người đồ đệ má lởm, mồm nhỏ mắt đỏ như con ma ốm kia lại nổi khùng ra với người già như thế? Hành giả cười, nói: Ông già này thật không có mắt, điệp mã chỉ để ngắm chứ có ăn được đâu. Lão Tôn tuy nhỏ nhưng đã tu luyện dày công, mình đồng danh sắc còn thua. Ông già nói: Chắc chú có chút tài nghệ gì? Hành giả nói: Không dám khoe. Rồi ông xị rõ. Cụ già hỏi: Quê chú ở đâu? Sao lại cắt tóc đi tu? Hành giả đáp: Lão Tôn nguyên xưa quê ở Châu Đông Thắng Thần, thuộc Bể Đông, nước Ngạo Lai, núi Hoa Quả, Đồng Thủy Liêm. Từ thuở nhỏ đã học làm yêu quái, xưng danh là Ngộ Không, có tài đến chức Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ vì không chịu mệnh trời, đại náo thiên cung, gây ra nhiều đường tai vạ. Ngày nay thiên tai thoát nạn, quay đầu về Sa Môn, đi tìm chính quả, bảo vệ được sư phụ tôi. Vua Đường lại sai sang Tây Trúc bái Phật cầu kinh, thì còn sợ gì núi cao đường hiểm, bể rộng sóng cồn nữa. Lão Tôn tôi lại tróc được quái, trừ được ma, bắt rồng chuyển hổ, lên trời xuống nước chẳng thiếu món gì. Nếu nhà cụ đây có ma, quái ném đá, ném gạch, nồi kêu mở cửa gì, tôi đây sẽ xin trấn trạch cho. Ông già nghe xong câu chuyện, khanh khách cười, nói: À, ra vị hòa thượng giễu miệng ăn xin. Hành giả nói: Có ông nói dai thì có, đi theo sư phụ đã nhọc lữ còn hơi đâu mà nói dai. Ông già nói: Ấy là chú mệt lữ, không muốn nói đấy. Nếu không thì tôi chết lăn ra với những tiếng quát tháo của chú rồi. Chú đã có thủ đoạn như thế thì sang Tây Thiên được thấy. Thế có tất cả mấy người, xin mời vào trong nghỉ ngơi. Tam Tạng nói: Đa tạ thí chủ quá thương, chúng tôi có 3 người. Ông già hỏi: Còn những người nữa ở đâu? Hành giả lấy tay chỉ: Cụ này hoa mắt rồi, người ngồi dưới gốc cây kia chẳng phải là gì? Cụ già vội ngẩng đầu lên, vừa trông thấy mặt bát giới thì sợ bỏ vía, vừa chạy vừa ngã. Ông nhảy bừa vào trong nhà, kêu ầm lên: Đóng cửa mau, đóng cửa mau, có yêu quái hiện lên đấy. Hành giả ngăn lại, nói: Cụ đừng sợ, không phải yêu quái đâu, đấy chính là sư đệ tôi. Ông già run cầm cập: Ôi trời ơi, hòa thượng gì mà vị nào cũng xấu thế. Bác giới tiến lên, nói: Thưa cụ, nếu cụ thấy tướng mạo mà xét đoán người thì hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi tuy xấu nhưng mà được việc cả đấy. Ông già đương nói chuyện với 3 người ở trước cửa thì thấy 2 người thiếu niên với 1 bà cụ già từ phía nam trở về. Theo sau có 3, 4 em bé đi cấy về, người nào cũng sắn lên đầu gối, đi chân không. Họ trông thấy 1 con bạch mã, 1 gánh hành lý và tiếng người lao xao trước cửa. Chưa biết ra sao, đã vội chạy ồ cả hỏi xem có việc gì. Bác giới nhô đầu ra, vẫy tay mấy cái, chậu mõm ngáp dài ngáp ngắn làm cho mấy người hoảng sợ, vốn chạy lung tung, chạy ngã siêu vẹo. Tam Tạng cuống quýt kêu gọi ầm ĩ: Đừng sợ, đừng sợ, chúng tôi là sư đi lấy kinh, không phải là ma quái gì đâu. Ông già vội vàng ra ngoài cửa đỡ bà dậy, nói: Bà hãy đứng dậy, sợ quái gì, đây là sư cụ ở bên nhà Đường đấy mà. Diện mạo đồ đệ của ngài tuy hơi xấu nhưng trong lòng họ tốt, bà hãy đưa các con về. Bà lão đi vào với ông già, 2 thiếu niên dọn các em bé vào nhà trong. Tam Tạng ngồi trên giường, tri kê ở trên lầu, oán trách: Đồ đệ ơi, mặt mũi các con đã xấu xí, ăn nói thì thô lỗ, làm cho cả nhà người ta thất điên bát đảo, thật chi là cho rầy cho thôi. Bác giới nói: Giấu gì thầy, từ khi đi theo thầy, con cũng đã bảnh dai lên một chút đấy chứ. Như cái ngày ở Cao Lão Trang, giá mà con cháu cái mõm ra, 2 tay vi vẫy mà hàng chục người chắc phải chết khiếp. Hành giả nói: Chú ngốc đừng nói quàng nữa, hãy giấu kín cái xấu kia đi. Tam Tạng bảo bác giới: Con hãy nghe Ngộ Không nói đấy, tướng mạo mà người ta tự nhiên sinh ra là thành, cất giấu thế nào được. Hành giả nói: Hãy giấu cái mõm có bộ răng bừa cào ấy vào trong ngực, đừng có chẩu ra, còn 2 cái tay quẹt quẹt thì quặt ra sau gáy, đừng có vì vậy,
như thế chẳng cất giấu là gì. Bát Giới đành giấu mõm, quạt tay, cúi đầu đứng hầu thầy. Hành giả quẩy gánh hành lý vào trong nhà, dắt ngựa buộc vào trong gốc cây. Ông già dẫn một thiếu niên tay bưng cái khay đựng ba chén trà đến mời. Trà nước xong, gia chủ lại sai sửa soạn cơm chay. Người thiếu niên lấy ra một cái bàn mọc đã thủng và hai cái ghế gãy chân khập khiễng để ở ngoài sân, mời ba thầy trò ra ngồi chơi mát. Tam Tạng hỏi: "Cụ họ gì?" "Tôi họ Vương." "Cụ có được mấy cô cậu?" "Có hai thằng con và ba đứa cháu." Tam Tạng nói: "Xin có lời kính mừng." "Kính mừng cụ." Tam Tạng lại hỏi: "Năm nay cụ đã bao nhiêu tuổi?" Ông già nói: "Tôi đã ngót nghét 61 rồi." Hành giả nói: "Tốt quá, hoa giáp trùng phùng." Tam Tạng lại hỏi: "Ban nãy cụ nói lấy kinh ở Tây Thiên khó là như thế nào?" Ông già đáp: "Kinh không phải là khó lấy, chỉ có đường đi rất chi là khó khăn. Về đằng Tây thôn chúng tôi, cách xa chừng trên dưới 10 dặm, có một ngọn núi là núi Hoàng Phong 800 dặm, trong đó có nhiều yêu quái. Tôi nói khó lấy kinh là thế, nhưng đồ đệ sư cũ đây có nhiều thủ đoạn cao cường, thì tôi tin chắc sẽ đi được." Hành giả nói: "Không ngại, không ngại, đã có lão tôn và sư đệ, chúng nó muốn là yêu quái gì thì cũng chẳng dám trêu chúng tôi." Đường trò chuyện thì người con trai đã bưng cơm đến bày trên bàn và nói: "Xin mời chứng trai." Tam Tạng vừa chắp tay tụng kinh ăn cơm thì Bát Giới đã ngốn luôn một bát. Tam Tạng đọc xong mấy câu kinh thì chú ta đã làm luôn ba bát. Hành giả nói: "Cái bộ túi cơm này y như đồ quỷ đói vậy." Thấy hắn ăn như chớp, ông già biết ý liền gọi người nhà bảo: "Vị này có lẽ đói, mau mang thêm cơm lên đây." Chú ngốc thật là có dạ dày to, cắm cổ ăn liền một lúc mười mấy bát cơm. Tam Tạng, hành giả mỗi người ăn không đầy hai bát, Bát Giới vẫn chưa ngừng, túi chén mãi. Ông già Vương nói: "Vội vàng, chẳng có sơn hào hải vị gì, không dám mời nhiều, xin dâng lên một liễn cơm nữa." Tam Tạng, hành giả đều nói: "Xin đủ." Bát Giới nói: "Ông lão này giống dở lắm, ai xin bói với ông mà ông cứ nói 5 hào, 6 hào mãi, còn cơm thì cứ mang ra đây." Chú ngốc ăn một liều hết cả cơm của nhà người ta mà vẫn nói rằng chưa được nửa bữa. Cơm xong, người nhà cất dọn mâm bát, thu xếp chỗ ngủ ngay chiếc giường tre dưới lầu. Sáng sớm hôm sau, hành giả đóng ngựa, Bát Giới sửa soạn hành lý. Ông già bảo vợ sắm thức điểm tâm mời thầy trò Tam Tạng. Ăn xong, ba người tạ ơn, lại từ biệt ra đi. Ông già nói: "Dọc đường, nếu có xảy ra tai vạ gì, xin hãy quay trở về lại nhà của tôi." Hành giả nói: "Cụ chớ bèn lùi như thế, chúng tôi là người xuất gia, chẳng bao giờ chịu quay về cả." Nói đoạn, thầy trò thắng cương, gánh quẩy lên đường. "Ôi, đi lần này, hẳn sang Tây Trúc không đường tốt, tất gặp yêu ma xảy nạn to." Ba người đi chưa tới nửa ngày, đã thấy một ngọn núi cao vô cùng hiểm trở. Đi tới chân núi, Tam Tạng ngừng cương ngắm cảnh. Quả là non cao chót vót, đường lối gập ghềnh, đèo dốc khe sâu, suối rêu hoa nở. Núi dù không cao mấy, đỉnh non liền với tầng mây, nước dẫu chẳng sâu nào, đáy giếng tiếp liền địa phủ. Đằng trước núi, mây bay lấp lấp, thấy quái thạch trùng trùng, muôn nghìn trượng lên mê hồn cao ngất. Sườn núi có động rồng uốn khúc, trong hang có nước rõ, lanh tanh, lại có bầy hươu nai chạy nhảy, đàn khỉ vượng nô đùa, khe sâu như hang hổ, nước rẫy tựa rồng ngôi. Trên cửa động gió ù ù thổi, dưới cỏ xanh chim vút bay, hốt nhiên bầy ác thú chạy qua, người trông thấy kinh hồn hoảng vía. Chính là lúc núi hang xáo lộn, động đảo thành non, khói biết nhuộm thành muôn trượng ngọc, sương mờ trùm bọc mấy tầng cao. Sư phụ giật cương, võ khoan bước, Ngộ Không dừng mây tiếp chậm, Trừ Bát Giới cứ quậy bước từ từ. Đường nhìn núi non, chợt thấy một trận gió lốc đùng đùng nổi dậy. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa sợ hãi, hỏi: "Ngộ Không ơi, nổi gió rồi đấy." Ngộ Không nói: "Gió thì có việc gì, thời khí bốn mùa có gì đáng sợ?" Tam Tạng nói: "Đây không phải là gió thường đâu, gió này độc lắm." Hành giả nói: "Sao thầy biết không phải là gió thường?" Tam Tạng nói: "Còn xem gió này,
tung bay cuồn cuộn, thổi ào ào, mịt mịt mờ mờ, tích thẳm cao, qua núi nghìn cây đu sắt thép, vào rừng muôn gốc cổ lay chào. Liễu tơ trên bãi lay tung rễ, hoa lá trong vườn gió cuốn vào, thu lưới thuyền chài mau cụp lại, hạ mui đò khách vội buông neo. Bác Giới tiến lên ngăn hành giả, nói: "Sư huynh ạ, gió to quá, chúng ta hãy mau vào chỗ kín." Hành giả nghe thấy vậy, cười to, nói: "Chú hiền lắm, mới thấy gió to đã tìm chỗ ẩn, tháng hoặc gặp yêu quái thì biết làm thế nào." Bác Giới nói: "Huynh không thấy ư, tránh nhàn sắc như tránh kỳ thu, tránh gió táp như tránh tên nỏ, chúng ta ẩn nấu một lúc, có gì là hại đâu." Hành giả nói: "Đừng có nói nữa, để tôi bóp một nắm gió, nghe xem sao." Bác Giới cười, nói: "Sư huynh nói khoác không đâu, đời nào lại bóp ngược được gió, mà có bóp được thì nó lại rọt ra ngay chứ." Hành giả nói: "Chú biết đâu tôi có phép bóp gió." Hành giả để cho đầu gió đi qua, đến cuối gió mới bóp lấy nghe. Có thấy có hơi tanh, nói: "Quả nhiên không phải gió lành, cứ như cái mùi gió này, nếu không phải là gió cọp thì cũng là yêu quái, nhất định trong này sẽ xảy ra lắm chuyện đây." Nói chưa dứt lời, đã thấy ở dưới sườn núi một con hổ sặc sỡ quẩy đuôi vọt ra, làm cho Tam Tạng ngồi trên mình ngựa hoảng sợ ngã lăn xuống đất, hồn bay phách lạc. Bác Giới buông hành lý xuống, cầm lấy đinh ba, không đợi hành giả, xông lên trước quát to: "Yêu quái, đi chạy đi đâu?" Nói rồi nhảy sổ tới luôn vào đầu con hổ. Con cọp đứng thẳng lên, lấy móng chân đằng trước móc vào ngực, kéo xoạt một tiếng, rút cái lốt ấy ra, đứng ở bên đường trông rất là hung ác. Thật là toàn thân những máu đỏ lòe, cặp giò tròn lẳn, huy huy gon chằng, tóc đâu như lửa bùng bùng, đôi mi dựng thẳng tưởng chừng sắc gan, bốn nanh trắng nhọn đối hàng, long lanh kỳ cặp mắt vàng chiếu xa, hung hăng cố sức gào to, tiếng kêu hùng hổ gầm gừ ra nai. Yêu quái quát: "Khoan khoan, hãy khoan, ta không phải ai xa lạ, ta là tiên phong của đại vương Hoàng Phong đây. Vâng lệnh nghiêm của đại vương, ta đi tuần trên núi, bắt mấy đứa phàm phu để làm đồ nhắm. Mày là sư mô ở đâu, lại dám đem dùng binh khí để đánh ta như vậy?" Bác Giới quát: "Mày là đồ yêu quái không nhận ra được ta. Chúng ta đây không phải bọn phàm phu tục tử qua đường, mà là đồ đệ của vị ngự đệ đại nhà Đường là Tam Tạng, phụng chỉ sang Tây Thiên lễ Phật để cầu kinh. Mày khôn hồn thì xéo đi cho thầy trò ta đi, chứ đừng quay rối sư phụ thì ta sẽ tha cho. Nếu cứ mãi ngông cuồng như trước thì cái đinh bà này sẽ không tha thứ cho đâu." Yêu ma không để cho nói, chạy xong đến, đứng giữa tiếng đánh thẳng vào mặt Bác Giới. Bác Giới vội né mình, rồi múa đinh ba bổ lại. Yêu quái tay không, quay mình chạy miết. Bác Giới cố đuổi theo. Yêu quái chạy đến sườn núi, lấy ra một ngọn đao bằng đồng đỏ giấu trong đám cỏ, rồi quay lại múa đao đón đánh. Hai người ở sườn núi kỵ đánh đi, người đỡ lại, chọi nhau rất kịch liệt. Hành giả đỡ Đường Tăng dậy, nói: "Sư phụ hãy ngồi đây, đừng sợ hãi gì hết, để lão tôn đi giúp Bác Giới đánh đuổi con yêu đi." Tam Tạng ngồi xuống, trong lòng lo sợ, miệng đọc ra tâm kinh. Hành giả vác gậy sắt quét to: "Bắt lấy nó!" Bác Giới đầy dốc hết tinh thần, yêu quái thu trần chạy miết. Hành giả quát: "Không tha cho nó, đuổi mau cho kịp!" Hai người kẻ đinh ba, người gậy sắt đuổi tuột xuống núi. Yêu quái bụng rụng tay chân, dùng phép kim thiền thoát xác, ụp xuống một cái, hiện nguyên hình ra là con hổ. Hành giả và Bác Giới không chịu bỏ, theo miết con hổ định trừ tận gốc. Yêu quái thấy thế, lại móc vào bụng rút lớp ra, lấy nhiều cỏ đắp lên xác hổ. Hóa ra trọn cuồng phong chạy về lối cũ. Nó chợt nhìn thấy Đường Tăng, Đường Tùng đa tâm kinh, liền đến bắt luôn rồi cưỡi gió cắp đi. Thật là đáng thương cho Đường Tăng. Giang lưu số đoán nhiều tai nạn, cử Phật tu hành rất khó khăn. Yêu quái bắt Đường Tăng đem về đến cửa động, làm tắt trận cuồng phong, bảo người canh cửa rằng: "Chú vào báo với đại vương, hộ tiên phong vừa bắt được một nhà sư, còn nương đợi lệnh ở ngoài cửa." Động chủ liền truyền lệnh cho hắn vào. Hộ tiên phong lưng đeo hai con dao đồng đỏ, tay ôm Đường Tăng tiến vào, quỳ nói: "Kính tâu đại vương, tiểu tướng là kẻ bất tài,
Được đại vương sai đi tuần trên núi, gặp một vị hòa thượng. Hắn ta là ngự đệ của đại đường hoàng đế bên Đông Thổ, tên là Tam Tạng Pháp Sư, sang Tây Phương bái Phật cầu kinh, xin bắt điệu về tạm để làm đồ nhắm. Tên đồng chủ nghe nói thì giật nảy mình. Trước đây ta nghe người ta đồn rằng Tam Tạng là pháp sư một vị thần tăng phục sắc chỉ của vua Đường đi lấy kinh. Ông ta có đồ đệ là Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, pháp lực cao cường. Nhà ngươi làm thế nào mà lại bắt được ông ấy về đây? Hổ Tiên Phong liền nói, ông ta có hai đồ đệ, tên đi trước là một chàng mỏm dài, dùng một cái đinh ba có chín răng, một tên nữa dùng một cái gậy sắt bọc vàng. Hắn có đôi mắt lửa ngươi vàng, sắp tới đánh nhau với tiểu tướng. Tiểu tướng dùng phép kim thiền thất sát, thánh thần trốn ra, bắt luôn hòa thượng, điền dân lên đại vương, gọi là Trúc Long Thành kính dân bữa nhắm. Động chủ nghe thấy vậy, liền nói, chớ có làm thịt vội. Hổ Tiên Phong nói, thưa đại vương, tháng thức ăn không ăn, gọi là dở chứng. Động chủ nói, nhà ngươi không biết, ăn thịt thì có khó gì, chỉ sợ hai gã đồ đệ tìm đến nơi thôi, chưa được ổn tiện. Bây giờ, hãy đem lão ta trói vào cọc đinh phong, đợi dăm ba hôm, hệ không thấy hai tên kia đến quấy rối. Bây giờ sẽ tùy thích làm nem, làm chạo, đem rán, đem kho, có thú không? Một là để cho hắn sạch sẽ trong người, hai là để tránh miền tiếng, rồi ta tự do đánh chén, thì ngon lành biết mấy. Hổ Tiên Phong nghe thấy vậy rất mừng, nói, đại vương lo nghĩ sâu xa, thật là cao kiến. Nói xong, hắn liền gọi bọn tiểu yêu đem Tam Tạng đi. Bảy tám yêu quái đấy chạy ồ ra, đem Đường Tăng trói lại, chẳng khác gì con gà bị quạ vồ. Thật là khốn cùng Tam Nạn, Tam Tạng mong hành giả, gặp nạn thần tăng nhớ ngộ năng. Tam Tạng nói một mình, đồ đệ, chúng con bắt ma quái ở đâu mà thầy bị ma bắt thế này, đến bao giờ mới thoát nạn được, cơ cực thay. Chúng con có đến ngay mà cứu thầy ra, nếu chậm trễ, ắt hẳn mạng của thầy sẽ khó được vẹn toàn mất. Nói xong, vừa than thở vừa khóc lóc. Hành giả bát giới đuổi cọp chạy xuống sườn núi, nhìn rõ con hổ ngã lăn ra ở rì núi. Hành giả giơ gậy, dùng hết sức đánh một nhát đến nỗi đau cả tay. Bát giới lại bồi thêm một đinh ba nữa. Răng đinh ba bọc long lên thì thấy đấy chỉ là một da hổ trùng lên một hòn đá, trông như con hổ nằm. Hành giả thấy vậy, hoảng sợ nói, ôi, bị trúng kế của nó rồi. Bát giới hỏi, trúng kế gì? Hành giả nói, cái này gọi là phép kim thiền thoát sát. Nó lấy da hổ trùng lên đây rồi chạy trốn. Chúng ta về ngay tìm sư phụ, không khéo vào tay nó rồi. Hai người vội vàng chạy về thì chẳng thấy Tam Tạng đâu nữa. Hành giả gầm lên như sấm, nó bắt mất sư phụ rồi, làm thế nào đây bây giờ? Bát giới tay dắt ngựa, mắt rơi lệ, miệng than thở, trời hỡi trời, bây giờ biết tìm sư phụ ở đâu? Hành giả nói, chớ khóc, khóc sẽ mất hết chí khí hăng hái. Nó chỉ ở quanh núi này, chúng ta phải mau mau đi tìm mới được. Hai người đi tuột vào trong núi, rèo rèo vượt đỉnh một hồi, đã thấy một cửa đồng sâu hóm ăn vào sườn núi. Hai người dừng bước xem xét, quả là hung hiểm. Chỉ thấy vách đá chon von, lối đi ngắt nghéo, rặng thông khóm cúc rườm rà, bụi liễu cây ngô xanh biếc, sườn non vái quái vật lô nhô, trong rừng bầy chim ríu rít, nước suối trong veo vỗ vách đá, giọt sương lạnh buốt thấm đường đi, mây nối tầng tầng, cỏ rừng lớp lớp, cáo thỏ chạy tung tăng, hôm nay chọi hì hục, sườn dốc đây mây treo lủng lẳng, khi sau khóm bách mọc lô nhô, chót vót tròn von, hơn núi thái, hoa bay chim hót, quá thiên thai. Hành giả nói, hiền đệ, để hãy đem hành lý giấu vào hốc núi, dắt ngựa vào chỗ kín, đừng để nó lộ ra. Chúng tôi đến cửa đánh nhau, phải bắt sống yêu quái mới cứu được sư phụ. Bác giới nói, bóc tóc phải dặn dò, huynh cứ đi ngay cho. Hành giả sửa soạn lại áo quần, vác cây gậy đi tới trước, thấy có 6 chữ lớn, Hoàng Phong Lĩnh, Hoàng Phong Động. Hành giả tay cầm gậy, chân đốn kiểu chữ đinh, vác to. Yêu quái kia, đưa giả ngay sư phụ ta ra đây, để khỏi phải phá tan sầu huyệt, bằng phạm chỗ trú của chúng mây. Bọn tiểu yêu nghe tiếng, đứa nào đứa nấy sợ rung lên, vội nhảy vào trong để cấp báo. Thưa đại vương,
tai vạ đến nơi rồi. Hoàng Phong bác hỏi, việc gì thế? Bọn tiểu yêu nói, ở ngoài cửa có một vị hòa thượng, miệng như miệng thiên lôi, mặt đầy lông lá, tay cầm cây gậy sắt to kết, đòi sư phụ đấy ạ. Tên đồng chủ nghe thấy vậy kinh sợ, gọi Hổ Tiên Phong đến bảo, ta cho ngươi đi tuần núi, chỉ cần bắt mấy con trâu núi, lợn rừng, hươu to, dê béo, sao lại bắt đường tăng, để đồ đệ của người ta tới cửa đòi, bây giờ phải làm như thế nào đây? Hổ Tiên Phong nói, đại vương cứ yên tâm, xin đừng lo ngại gì hết. Tiểu tướng tuy bất tài, nhưng sĩ đem 50 tên tiểu, hiệu bắt luôn cả hành giả vào đó để thịt luôn một thể. Đồng chủ nói, ở đây, ngoài các đầu mục lớn nhỏ ra, ta còn có 500-700 tiểu hiệu nữa, tùy ngươi lựa chọn lấy bao nhiêu cũng được, ta sẽ tình nguyện kết làm huynh đệ với ngươi. Chỉ sợ ngươi lại không bắt nổi, chỉ hại đến mình, bây giờ ngươi đừng có oán ta. Hồ Quái nói, xin cứ yên tâm, để cho tôi đi. Nói đoạn dẫn 50 tên tiểu hiệu, tinh tráng, phất cờ khu trống, lưng dắt hai con dao đồng, nhảy ra cửa động quét to. Mi là hòa thượng khỉ ở đâu tới đây kêu to ầm ĩ, định làm cái gì? Hành giả quét mắng, Mi là con vật lột da, đã dùng cái trò mà rút lốt, bắt sư phụ ta mang đi, lại còn hỏi ta muốn gì? Muốn sống thì hãy đưa ngay sư phụ ra đây, ta sẽ tha chết cho. Hồ Quái nói, sư phụ Mi ta đã bắt, để đại vương ta làm đồ nhắm rồi, Mi biết điều thì về đi, bằng không ta sẽ bắt nút Mi làm thịt luôn thể. Chả phải là mua một con là được thêm một con ư? Hành giả nghe nói như vậy thì ức giận, hàm răng nghiến lại, cặp mắt tròn xoe, cầm gậy sắt quét to. Mi có tài giỏi gì mà dám mở miệng nói láo, đừng có chạy, xem ta đây. Hổ Tiên Phong vội vàng múa dao chống đỡ. Thật là một trận đánh rất ác liệt, cả hai bên đều rổ tài năng. Quái vật quả là trứng gà, Ngộ Không trứng đá thật là rắn thay. Dao kia đấu với gậy này, trứng chọi với đá có ngày vỡ tan. Gà đồng tranh với phượng loan, sĩ non đúng quả có toàn được đâu. Quái ma phun gió thổi ào, Ngộ Không thở khói bay cao ngất trời. Dao tranh chưa được mấy hồi, Tiên Phong mất ví rụng rời trong tay. Quay mình trốn chạy như bay, Ngộ Không ráng sức đuổi ngay tức thì. Hổ Quái chống không nổi, bèn quay mình trốn chạy. Đường lúc nó đã khoác lót trước mặt đồng chủ, bây giờ lại chẳng dám chạy vào, bèn chạy tắt ra dốc núi tránh ẩn. Hành giả khi nào chịu bỏ, cứ vác gậy sắt đuổi theo là hét đến vang trời. Vừa đuổi tới chỗ hốc núi, ngẩng đầu lên trông thấy Bát Giới đường chăn ngự ở đấy. Chợt nghe thấy tiếng hò hét, Bát Giới quay mặt ngoảnh lại nhìn, thì ra là hành giả đương đuổi Hổ Quái, bèn buông luôn ngựa ra, né người, bổ ngay một đinh ba vào đầu. Tên Tiên Phong đáng thương kia thoát thân muốn vượt ra ngoài lưới, ngờ đâu lại gặp ngay phải ông trai. Nó đã bị Bát Giới bổ cho một nhát đinh ba, chính khiếu trào ra ngầu máu đỏ, trên đầu óc trắng chạy tuôn theo, có thờ làm chứng như sau. 5-7, sư học chính tông, ăn chay theo đúng đạo huyền không, thật lòng giúp đỡ đường tam tạng, mới tới sa môn đã lập công. Bát Giới dọn lên lưng Hổ Quái, hai tay cầm đinh ba bổ nữa. Hành giả thấy vậy, cảm ơn, khen ngợi, hiền đệ làm thế là tốt đấy, làm thế là tốt đấy. Nói dẫn mấy chục tên tiểu yêu quen lại dám đi đánh nhau với ta, bị ta đánh bại, chẳng dám quay trở lại vào động nữa, chạy ra đây để bỏ mạng. Mày nhờ có chú đánh tiếp, không thì nó lại trốn mất rồi. Quả thật kỳ này chú đã lập nên được công to. Bát Giới nghe thấy vậy, nói, có phải nó chính là tên thổi gió lần trước và đã bắt mất sư phụ của chúng ta đấy không? Hành giả nghe thấy vậy nói, chính nó đã làm ra cái trò đó để bắt sư phụ chúng ta đấy. Bát Giới nói, thế sư huynh đã hỏi được sư phụ của chúng ta đang ở đâu hay chưa? Hành giả nói, con yêu này, nó đã bắt sư phụ vào trong động, định cùng với thằng đại vương nào đó đánh chén. Lão Tôn bực quá mới đánh dùm nó đến đây, được chú kết liễu mạng của nó mất rồi, công lao này ở chú cả. Chú cứ giữ ngựa và hành lý, ta sẽ mang cái thây ma này quay lại, trở vào cửa động khiêu chiến,
phải bắt cho kỳ được con yêu già mới có thể cứu được sư phụ của chúng ta. Bác Giới nói, đúng lắm, nếu sư huynh đánh bại lão yêu, lại nhự nó đến đây, tôi sẽ đón đường ngộ chết ngay. Hành giả một tay cầm gậy sắt, một tay xách sát hộ đến thẳng cử động, chính là pháp sư có tập nạn yêu quái, tính tình hòa nhau đánh loạn ta. Chưa biết đi lòng này, hộ không có hàng phục được yêu quái, có cứu sống được đường tăng hay không, chúng ta hãy đợi sạn hồi tiếp theo. Hồi thứ 21 sẽ tìm hiểu rõ.